Với rất nhiều những món quà ngày hôm nay, quý vị chúng ta đã lan tỏa về một chúc mừng tới cô dâu và chú rể và chúc mừng tới cô dâu chú rể rồi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay lúc này đây thì Quốc Vinh cũng đang nhìn thấy quý vị đang chuẩn bị. Dù mình léo người đời về chê, ta thương nhau xin một tràng vỗ tay. Quý vị vỗ tay thật lớn lên cho Quốc Vinh nha. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin kính chúc toàn thể quý vị có một buổi tiệc thật nhiều niềm vui và ngon miệng. Thank you.